Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Duy Ô Tô với những chiếc xe giá rẻ cho mọi nhà. Và hôm nay thì bên Em Vũ Duy Ô Tô lại cho các bác một mẫu xe rất là đẹp luôn. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, và dòng này thì ở thị trường Việt Nam cũng như là Hàn Quốc được ưa chuộng rất là nhiều. Một chiếc Kia Rio đời 2016 các bác nhá. Nhập khẩu, dòng này đi cực sướng luôn. Số tự động, đèn nổ start top thông minh, ga tự động, màn hình, cam lùi đầy đủ cho các bác. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hời. Vâng, chỉ có 369 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và có giảm giá cho các bác một chút nhá. Chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A85487. Và xe thì bao chất cứng, cam kết là không có lỗi lầm, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Vừa về cửa hàng Em Vũ Duy Ô Tô xong. Và chiếc xe này thì nói chung là về độ chất thì quá ok. Máy số zin, xe là cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Màu sơn trắng bên ngoài, nội thất bên trong màu kem sáng sạch sẽ. Đấy, máy nổ êm thì thầm, đấy, gầm bệ chắc chắn và không có lỗi lầm. Xe được test kiểm tra hết rồi, về là bây giờ là các bác chỉ việc đi. Vâng. Là răng đúc này, phanh đĩa 4 bánh, ABS đầy đủ, kính thì vẫn còn zin toàn tập nhá. Và em này thì đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2024. Và chiếc xe thì lăn bánh được hơn 5 vạn. Nói chung là về độ chất thì đấy là một chiếc xe tương đối là cứng, sơn xi ngon lành cành đào. Đấy, chủ trước người ta sử dụng rất là giữ gìn, cẩn thận luôn. Máy nổ thì êm thì thầm, và dòng này thì động cơ máy nó chỉ có 1.4, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây thôi ạ. Vâng, rất ít thì các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu ít này, kiểu dáng đẹp trẻ trung này. Đấy, form xe cứng này, đây là đây cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Một sự lựa chọn dành cho những ai mà đi gia đình. Đấy, mua một chiếc xe rộng rãi tiện nghi, hiện đại mà giá nó vừa vừa thì đây là một sự lựa chọn rất là ok. Vì em này mức giá của nó chỉ có 369 triệu đồng, không hề đắp một chút nào các bác nhá. Ngon lành, máy nổ êm giòn sạch sẽ này, đèn đóm này sáng trưng. Và con này thì đèn nó theo thời gian một chút, thế nhưng mà được cái là chất đèn thì ok. Giá thì đấy, 2016 mà em đang bán được cái giá nó chỉ có 369 triệu đồng, còn rẻ hơn thị trường đến 30-40 luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, đấy, đèn rất là đẹp luôn. Đấy, sạch sẽ, đồng sơn cản trước này, đều này, có đèn bi gầm đầy đủ nhá. Và chiếc xe này thì cam kết là không có đâm đụng. Đấy, cam kết không đâm đụng. Tuy nhiên là chất xe thì nó cũng hơi theo năm tháng thời gian một chút thôi. Đấy, các bác nhìn đồng sơn cản đều rồi. Đấy, cản trước xe nhá, rất là đều luôn. Đấy, tôn cabo của xe thì là gần 2 mép là đều này. Và tôn này, đấy, tôn vỏ dày dặn nhá, nghe rõ ràng luôn và không hề có lỗi lầm. Tôn sườn này, đấy, tôn sườn đây. Và chiếc xe này đang sử dụng lốp Octani, lốp 2021 với la răng đúc, vành la răng 15, lốp 18565 nữa các bác nhá. Lốp rất là to mà, dày luôn. Đấy, và không hề lỗi là lốp to này, dày khự luôn này. Về là các bác chỉ đi thôi. Còn phần cua lốp là không có mục mặt tí nào. Ông sơn sườn này, đấy. Các bác nghe tiếng sơn sườn đấy ạ. Vâng. Đồng sơn cánh rất là ok. Và cửa thì cái dòng này cách âm chống ồn nó rất tốt. Cửa đóng mở này, chắc luôn này. Đấy, toàn bộ chỉ keo là chỉ bao zin các bác nhá. Chỉ keo bao zin cho các bác luôn. Đấy, chỉ bao cứng đẹp luôn. Và chiếc xe này thì vừa về em xong, em chưa có dọn dẹp gì cả, để nguyên nhá, để nguyên như vậy. Nên là bác nào mà yêu thì các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp và có thể là trải nghiệm lái thử luôn. Đấy, em này quá ok rồi. Đấy, các bác nhìn kính này, kính của nó là dán phim 3M cách nhiệt nhá, và chống nhìn trộm từ bên ngoài luôn. Đấy, rất là ok. Toàn bộ dàn kính này, đấy, đóng lên cái thì không nhìn cái gì bên trong luôn. Nội thất bên trong xe là đang sử dụng nội thất ghế da màu kem. Đấy, màu kem vàng, rất đẹp, da sạch sẽ, ngon lành, cành đào, êm, mượt. Và cái da này thì thưa các bác là cũng được bọc rất là cẩn thận. Đấy, da sạch sẽ này, mép chỉ này, khâu này rất là ok. Đấy, và sàn da 6D đây, sàn da của chiếc xe này. Đấy, các bác nhìn là sàn 6D này, sạch sẽ luôn. Đấy, có lót sàn đầy đủ nhá. Em mở sẵn cốp đây, để tí nữa ta sẽ cùng xem cốp. Vâng, còn bàn đạp chân phanh chân ga của xe thì vẫn còn rất là ok. Đấy, các bác nhìn này, bàn đạp chân phanh chân ga côn của xe đây, ok luôn nhá. Toàn bộ dàn ốc của xe, đây các bác nhìn này, toàn dàn ốc này, chưa có động chạm cờ lê tô vít gì cả. Đây là một mẫu xe nằm trong phân khúc hạng B mà được nhiều người lựa chọn. Vì cái thứ nhất là kiểu dáng xe là rất là ok. Cái thứ hai là thanh thoát, đấy, tiện lợi, hiện đại. Và mẫu xe này được trưng dụng vì dòng xe Hàn Quốc. Người ta sản xuất ra thì tôn vỏ người ta làm rất là dày đấy.
Xe cam kết cho các bác 100% là không có khoan đục, không có taxi nhá, không có khoan đục taxi dịch vụ. Đấy, phần nội thất bên trong đây, nội thất này rất là còn sáng luôn, sạch sẽ ngon lành. Phần sàn này, đấy, sàn này cũng rất là sạch. Đấy, sàn da dưới đây, cái này thì bên em cũng đã lột cái này ra rồi, thì cũng đảm bảo cho bác là không có ngập nước nhá. Đấy, toàn bộ ốc này, ốc cánh này chưa có động chạm gì cả. Đấy, và đảm bảo cho bác là đầy đủ, chắc chắn là không có ngập nước rồi. Chất xe thì tương đối là cứng và lốp giáp thì tương đối là dày. Đấy, lốp 185, 65 với la răng 15 của Otani. Lốp dày, cua lốp là không có mục mọt tí nào. Đấy, các bác nhìn nhá, toàn bộ dàn cua lốp là không có mục mọt tí nào luôn. Đấy, dàn cua lốp này sạch sẽ, tôn vỏ căng. Còn phần cản sau này thì cũng có chảy xước va chạm, gọi là chảy xước và quẹt xước nhá. Thì cái này cũng đã xì tút lại rồi, không vấn đề gì, nhưng không có đâm đụng nhá. Đảm bảo các bác 100% là không có đâm đụng luôn. Đấy. Phần cốp chỉ cánh này, cốp chỉ cái phần cốp đằng sau đây là bao zin nguyên bản cho các bác luôn nhá. Ốc là chưa có động chạm. Đây các bác nhìn này, toàn bộ dàn ốc là chưa có động chạm gì cả. Đấy, các bác cứ yên tâm là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì cả. Nói chung là về phần chất xe thì tương đối là cứng. Đấy, lốp sơ cua đầy đủ. Sàn này, sàn là không có lỗi này, không có va chạm. Đấy, sàn không va chạm nhá. Và tất cả các cái mép này là còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, mép này còn nguyên. Đấy. Và đây, toàn bộ các cái đinh hàn này của xe là hai bên là còn nguyên này. Đấy. Và nói chung là về chất xe thì em này cũng là một chiếc xe tương đối là cứng, với hệ thống đèn led hậu đằng sau. Đấy, đèn đóm là sáng láng, không có hề lỗi lầm, không có dạn nứt ố vàng đọng nước các bác nhá. Đây bên này anh thấy này. Đấy. Còn xe thì vừa về xong nên là có những cái chi tiết nào là khiếm khuyết thì em sẽ kiểm tra và chỉnh sửa cho các bác luôn. Đấy, chỉ keo này, toàn bộ dàn chỉ này. Đấy, còn nguyên luôn này. Đấy, xe sạch sẽ, cứng đẹp. Đấy, không hề lỗi lầm. Đấy, nội thất xe vẫn còn rất là tươi, đẹp luôn nhá. Nói chung bên em thì bán xe là vận chuyển trên toàn quốc. Các bác chỉ cần xem xe. Đấy, nếu mà thấy ưng thì là bên em sẽ vận chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, và chi phí thì rất là hợp lý. Nói chung là vận chuyển từ Bắc vào Nam. Đấy, bất kỳ tỉnh nào bên em cũng sẽ vận chuyển hết các bác nhá. Đấy, từ miền Bắc, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu cho đến Kiên Giang, Phú Quốc là bên em cũng vẫn cứ vận chuyển bình thường. Đấy, các bác chỉ cần xem xe, thích cái, alo, đặt cọc phát cái là bên em sẽ vận chuyển đến tận nhà luôn. Còn nói chung là cái dòng này nó cũng một dòng xe rất là lành. Đấy, quan trọng nhất là gầm bệ. Đây, gầm của nó này. Đấy, đã được phun phủ chống ngọt hết rồi. Nên là về là các bác yên tâm là chỉ có chạy thôi. Nói chung là về chất tổng thể thì đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng. Vâng, đăng kiểm thì còn dài đến tháng 4 năm 2024. Máy ngon êm, đấy, chắc chắn. Và chất xe thì các bác đi là rất là yên tâm, vì máy số của chiếc xe này là vẫn còn zin nguyên các bác nhá. Thời tiết mưa gió như thế này, nắng mưa thất thường, nhiệt độ ngoài trời nóng nhưng mà lại có những cơn mưa. Thế là việc sở hữu chiếc xe như thế này thì mình sẽ đi lại tránh mưa tránh nắng an toàn. Đấy, động cơ máy 1.4 của Kia, máy số là còn zin nguyên. Ốc chưa có động chạm. Đấy, máy số là còn zin nguyên ngon nhá. Các bác về là các bác yên tâm là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Đấy, ắp quy dày để cô là còn mới tinh. Đấy, đầu răng đây còn nguyên. Và xe là cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Đấy, các bác về là chỉ có việc là lên sóng thôi. Và chiếc xe này thì nói chung là về không phải làm gì nữa rồi. Về là các bác chỉ việc gọi là đổ xăng và chạy thôi. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này, một chiếc Kia Rio đời 2016 với động cơ máy là 1.4 ăn xăng ít này, alo cho em nhá. À, con này vô lăng củ số của nó vẫn còn như thế này mà. Đây các bác nhìn này. Đấy. Vẫn còn rất là mới nhá các bác nhá. Vô lăng mới này, các cái phím này nó như mới luôn này. Đấy. Và có màn hình, có cả cam lùi đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, có kết hợp cam lùi. Đấy. Và điều hòa thì nói chung là con này tương đối là mát. Mặt táp lô sạch này. Đấy, không hề có lỗi lầm một tí nào luôn. Và được cái quả trần này thì xe này là chưa có đánh rửa nên là đâm ra là trần rất đẹp, nó sạch. Và nó không bị sổ lông, sổ nỉ như cái xe mà dọn dẹp nhiều nhá các bác nhá. Đấy, xe gia đình đi thì rất là sướng luôn. Ok, cảm ơn các bác và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời tại em Vũ Duy ô tô. Chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy. Gương kính là cục sẹo, ok, điều khiển điện hết các bác nhé.
Đấy các bác nhìn. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Di Ô Tô.